Trước khi vào video, người bỏ ra 3 giây để like và đăng ký giúp mình nhé. Ở thế giới này, có vô số sinh vật khác nhau, chim chóc, quái vật, cây cối, cá tiên và cả con người. Tại đỉnh của chuỗi sự sống này là rồng. Chúng có cánh để cưỡi mây, có móng để cắt xuyên qua bất cứ thứ gì, có thể thiêu dụi mọi vạn vật trên đời. Rồng là sinh vật mạnh nhất cao quý nhất trên đời. Nhưng không phải con nào cũng được như thế, các loại sinh vật khác nhau sẽ sống ở nơi phù hợp với chúng. Có loài sống ở trên mặt đất, loài khác sống ở dưới nước. Loài thì sống gần dung nham, dù là loài nào đi nữa. Quan trọng là phải có một chỗ ở nhất định. Hai con sờ lam đang đi tham quan một cái hang để tìm ra chỗ ngụ cư. Chúng phải tìm một ngôi nhà rộng để có phòng cho tụi nhỏ. Một người tóc trắng đi đến hỏi hai sờ lam có thích ngôi nhà này không nghe đến việc chiếc hang có khả năng che giấu ma thuật ông chồng sờ lam lập tức ký vào hợp đồng mua nhà vì căn nhà cũ của họ xuất hiện trong tạp chí nên đã bị anh hùng để mắt đến nhưng ngôi nhà mới này có bẫy cho những tên đó mặt khác ở một bên letty đang không có nơi nào để đi vì ngủ quên nên cậu đã bị đám thợ săn cũng mất trứng cha cậu rất tức giận và coi letty là nỗi nhục trong gia đình những con rồng khác cũng cười cợt cậu letty kêu cứu trong vô vọng nghĩ đến cảnh thợ săn bắt rồi làm thịt thì im re cậu lấy ra thẻ trạng thái của mình nhìn những thông số thấp tệ hại về năng lực letty không nghĩ mình có thể sống sót khi rời hang số phận cậu chính là bị mổ xẻ để làm thành những món vũ khí hào nhoáng cho con người đang suy nghĩ đến cái hang để ẩn náu letty nhớ ra ngôi nhà dành cho muôn loài ngôi nhà này được xây nên bởi ba con quỷ lùn yếu đuối chúng là những tên vô danh tiểu tốt đã đoàn kết xây lên một bức tường vững chắc tránh được mọi tấn công của con người letty cầm tạp chí lên quyết tâm đi đến ngôi nhà đó lánh nạn Tuy nhiên chỉ ít phút sau đó Letty đã bị bắt lại và nhốt vào trong lồng. Hóa ra 30 phút trước cậu đã đến thành phố người lùn để nhờ xây nhà, nhưng họ tưởng nhầm rồng đến để cướp vàng nên đã bắt lấy cậu và chuẩn bị đem đi mổ xẻ. Trong tiếng gieo hò của mọi người Letty khóc lóc ỉ ôi muốn về nhà, hình như tiếng của rồng người lùn có thể hiểu được. Họ hứa sẽ xây nhà cho cậu với điều kiện lấy được móng, đuôi sừng, cánh, tim gan phèo phổi. Nói chung là người lùn sẽ xây mộ cho cậu, kiểu gì thì letty cũng sẽ bị đưa đi làm vũ khí họ biết cậu là con rồng vô dụng nên đã mở khóa ra tức thì letty hét lớn lừa rằng có người đang ăn trộm vàng của người lùn nói rồi cậu tẩu thoát ngoạn mục đám người lùn đuổi theo sau letty lại va phải thợ săn và đồng đội của hắn mãi cậu mới có thể lết thân tàn trốn thoát may nhờ người lùn và gã thợ săn kia xảy ra tranh chấp letty khóc lóc ỉ ôi nghĩ đến viễn cảnh sau này bỗng mấy cô gái điều nhân xuất hiện hỏi han nghe được câu chuyện của letty họ định bụng sẽ cho cậu một chỗ ngủ nhưng chỗ của họ là ở trên cao còn letty tuy là rồng nhưng không biết bay cậu khó khăn lắm mới leo lên được ngọn núi đá nhìn những ngôi nhà trước mặt letty giang rộng đôi cánh tiến đến nhưng đời không như mơ letty ngã vập mặt xuống đất mấy cô điểu nhân trêu chọc gọi cậu là thần làn con giờ letty chỉ còn cách bay đến chỗ những yêu tinh mong được giúp đỡ nhưng thực tế là cậu lại bị bắt và trở thành món nhậu cho buổi tối của họ Letty sợ hãi hét lớn không muốn bị ăn thịt. Thế là những con yêu tinh xanh trèo lên nhau gặng hỏi chuyện của cậu. Letty giải bày kể về hai cô gái điều nhân. Nghe đến gái đẹp những con yêu tinh đều không đành lòng mà thả Letty xuống. Nhưng không có chuyện rồng lại nhờ yêu tinh giúp bao giờ, nên Letty lại phải ra đi tìm nơi ở mới. Sáng sớm, cậu tìm đến nhân ngư để ở nhờ. Nhân ngư tất nhiên là không từ chối mời cậu xuống nhà dưới nước ở, nhưng chỉ mất vài giây để khiến Letty nhận ra cậu chưa ngụp xuống nước lần nào. Letty thoi thóp nằm trên đất thở hồn hển nhân ngư liền gợi ý cho Letty tự xây một ngôi nhà ở hướng phía đông có một kiến trúc sư tài ba sống bằng nghề này desia một yêu tinh tốt bụng Letty nghe xong hứng khởi chạy như bay về phía đông cậu nghĩ về ngôi nhà mới lòng đầy hân hoan nhưng vì sức khỏe yếu nên chỉ một vài phút sau Letty đã mệt bở hơi tai cứ thế cậu đi về phía đông theo lời chỉ dẫn của mọi người từ chú lùn đến thợ săn sau cơn mưa trời bừng sáng cuối cùng rồng cũng đến chỗ mà nhân ngư chỉ nhưng lại đụng độ đám anh hùng. Chúng quyết định thanh tẩy cậu. Letty ngưng ác nhìn những người trước mặt. Cậu vẫn chưa nhận ra mục tiêu là mình. Letty chọc tức họ bằng những câu hỏi người nghệch. Tức giận tên cầm đầu dơ kiếm tiến về phía Letty, nhưng cậu né được. Chúng giận dữ cứ vậy mà tấn công Letty. Bất bình trước việc bắt nạt kẻ yếu, Dezia ra mặt thiêu trụi đám người làm Letty trông vậy hoảng sợ. Cậu nhìn đóng xương trước mặt mà ngất lịm. Letty tỉnh dậy từ ác mộng căn nhà của mình. Cậu nhìn người bên cạnh là tên lúc nãy thiêu dụi đám anh hùng thì hoảng sợ trốn sau gốc cây. Letty giải thích lý do mình đến phía đông này. Ai ngờ được người cậu đang tìm lại ở ngay trước mắt. Letty phải mất một lát mới loát được. Cậu muốn Dezia xây cho mình một ngôi nhà. Nghe vậy Dezia đưa danh thiếp của mình cho Letty để cậu bắt đầu giải bày tâm nguyện về ngôi nhà mơ ước của mình. Nhưng Daisy phản đối về ngôi nhà tranh ấm cúng của Letty. Nếu ở một ngôi nhà như vậy, cậu sẽ bị anh hùng bắt giết. Nói cách khác chúng còn đáng sợ hơn những thợ săn mà Letty từng tìm cách nẽ. Anh hùng sẽ giết chóc, cướp phá, bóc lột đến khi nạn nhân không còn gì cả. Dezia lấy một quyển sổ. Đưa Letty đến ngôi nhà không anh hùng nào có thể động đến. Mở cửa ra là một căn phòng rộng thanh thang. Letty nhìn ngó xung quanh. Không cẩn thận dẫm vào bẫy té ngã sấp mặt. Dezia tiến đến chỗ Letty vừa ngã. Giải thích tường tận về ngôi nhà cho khách hàng. Vì đã xuống đây nên Dezia bảo Letty tham quan một hồi. Nếu có bất chắc gì xảy ra, Dezia vẫn có thể hồi sinh lại cậu. Letty không còn cách nào khác phải đi theo, tức thì cậu bị Dezia lừa rơi thẳng xuống tầng 2. Đầu của cậu đâm xuống mặt đất, ở đây Letty chỉ cần thắp lửa theo thứ tự thì một cánh cửa sẽ hiện ra. Nhưng cậu không thể tin cái người môi giới bất động sản này nữa, Letty tự cho là thông minh đốt đèn không theo thứ tự. Tức thì cậu suýt rơi vào bẫy có gai nhọn, cứ đi được một bước, Letty lại rơi vào một bẫy khác của căn nhà. Thấy cậu không chịu nổi nữa, Dezia hướng dẫn Letty đến hồ nước phục hồi. Nhưng lúc sau anh mới nói nước có cảm biến với những kẻ ngoại nhập, cuối cùng Letty bị xả trôi xuống như cống thoát phải nhờ Dezia kéo lên. Tất cả những gì vừa rồi đều là bẫy chống anh hùng, giờ họ sẽ phải quay lại tầng 1 để tham gia phòng tránh chướng ngại vật. Vì không biết bay nên Letty chỉ đành lết thân xác trèo lại lên tầng 1, đám anh hùng cũng bị lạc xuống hầm dưới nhưng vì không muốn cản trở Letty. Dezia đã một tay tiêu diệt chúng, cuối cùng letty cũng trèo được lên tầng trên dezia xoa đầu cậu vì đã làm rất tốt sau chuyến thăm nhà ngoạn mục vừa rồi letty quyết định không mua ngôi nhà này cả hai trở về khu rừng để xem ngôi nhà tiếp theo dezia giới thiệu đây là một ngôi nhà hoàn hảo letty sẽ không phải cô đơn khi ở nhà nghe đến đây cậu đã vô cùng hào hứng bảo dezia đưa mình đến nhưng sự thật đây chính là một ngôi nhà mà ám letty không kịp chạy trốn đã bị dezia kéo vào phòng cậu sợ hãi vừa nhắm mắt vừa đi theo ông anh môi giới. Người bán nhà cho anh đã tiết lộ nơi này bị ám nên họ sẽ thử ngủ ở đây một đêm, nếu có rắc rối Letty phải sử dụng máy hút bụi, máy đánh chữ và ống mực. Nói rồi Dezia đóng cửa bỏ lại cậu ở đơn phương độc mã. Một cánh tay bỗng thò ra làm Letty sợ té khói, hóa ra Dezia quên đưa thuốc cho cậu. Xong xuôi Letty cứ thế nằm co rúm trên giường, một tiếng động mạnh phát ra. Bức tranh trong phòng Letty bị rơi xuống, cậu sợ hãi chứng kiến một con ma ngồi ngay cạnh bức tranh. Letty ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra hành lang gọi tên Dezia. Những bóng ma thoát ẩn thoát hiện dọa cho Letty sợ đái ra quần. Một bàn tay kỳ lạ đưa đèn pin cho Letty, cậu tự an ủi bản thân đi về phía trước. Cánh cửa đầy máu xuất hiện, rõ ràng đã có án mạng xảy ra ở nơi đây. Letty nhắm mắt nhắm mũi mở cánh cửa. Một cái đầu lâu thò ra khiến cậu ngất ngay tại chỗ. Những chiếc đầu lâu vây quanh gọi tên Letty làm cậu ngất lần hai. Hóa ra đó chính là cách chào đón của chủ nhân ngôi nhà. Dezia cũng bắt đầu giải thích. Những gì trước đó xảy ra là do ông Samuel muốn tiếp đón khách mới với cách thức hơi rùng rợn. Dezia cũng nói thêm về lý do anh hùng không thể tới gần nơi đây. Ngoài ra họ có những con ma giám sát cho Letty không cảm thấy cô đơn. Nếu cậu mua luôn ngôi nhà hôm nay, binh đoàn bóng ma lờn vởn sẽ ở lại chơi đùa với cậu. Tức thì Letty được tung hứng hoan hô chào mừng về nhà. Dezia ở một bên trong cảnh này bỗng thấy hoài niệm. Cuối cùng, Letty vẫn quyết định không mua ngôi nhà cậu xin lỗi Samuel rồi rời đi mọi người trong ngôi nhà ma ám chào tạm biệt Letty hai người tiếp tục đi tìm nhà mới cho cậu sáng sớm Dezia dẫn Letty đến thăm ngôi nhà tiếp theo trước đó họ phải đến hang ổ của bà già để trả lại chiếc giường Dezia mượn cho Letty anh đã sử dụng tấm len thám hiểm một cái túi có thể chứa bất kỳ vật phẩm nào bất kể kích thước để đem cái giường theo hai người nhanh chóng đi đến hang động một bàn tay thò ra Ba bà lão chột mắt xuất hiện dọa cho Letty phải trốn lui lủi đằng sau Dezia. Họ dẫn cả hai đến nơi bán những vật phẩm kinh doanh, Letty bị choáng ngợp bởi các món đồ vật nơi đây. Cậu chọn lấy một tay nắm cắm vào chiếc cửa mà Dezia đem ra, nhưng đằng sau là làng của những người thợ săn. Họ đang ăn uống nói chuyện giết rồng, Letty sợ quá đóng sầm cửa lại. Ba bà lão đem ra một cánh cửa khác có cô gái bên trên. Đây là cánh cửa của tiểu thư Galan. Letty chỉ có thể đọc thần chú để mở cánh cửa trong thời gian giới hạn. Nếu hết giờ Galan sẽ đọc thật lớn bài thơ xấu hổ của cậu. Letty nghe xong nội dung bí mật trong thơ mình viết chỉ muốn tai bị điếc. Họ tiếp tục đi đến nơi làm đèn, bên trong mỗi cái đèn là một con kỳ nhông đang thụ án phóng hỏa. Chúng phải làm việc cho ba bà lão đến khi hết kỳ hạn thụ án, hai người lại đi tiếp tham quan những món đồ gia dụng. Desia gợi ý xây hẳn một ngôi nhà mới cho Letty, tức thì họ đến một mảnh đất rộng lớn với khung cảnh hùng vĩ. Nhưng Letty ngại ngùng không biết mình có đủ tiền xây nhà không. Cậu lấy ra chiếc ví giấu trong vảy ngược của mình. Đây là nơi mà rồng hay dùng để giữ những đồ vật của chúng. Dezia mở ra thì bên trong túi chỉ có một chiếc răng sữa. Vì mơ về một ngày cô tiên sẽ đến lấy răng của mình biến thành đồng xu nên Letty đã giữ nó đến tận bây giờ. Nhưng chuyện đó là hoàn toàn hoang đường. May thay răng rồng rất được giá. Dezia bắt đầu xây dựng ngôi nhà. Anh cho gọi những thần lùn và các o để hoàn thiện ngôi nhà của Letty cậu nhìn mọi người làm việc nên cũng muốn giúp đỡ. Nhưng đến cả việc sơn tường Letty cũng không làm tốt khiến thần lùn tức giận đuổi cậu đi. Hết cách Letty liền tiến đến chỗ Dezia để giúp trộn vữa. Nhưng bụi từ vài người cá khiến cậu hắt xì hơi bay hết vữa vào thân mình. Cuối cùng việc gì cũng không xong. Nhưng Dezia vẫn bình tĩnh trấn an cậu. Mọi người trở lại làm việc và Letty trông phấn chấn hơn. Các bà cũng đem cửa tiểu thư tới. Chỉ vài ngày sau đó căn nhà đã được hoàn thành. Letty vô cùng cảm kích vì cuối cùng cũng có được ngôi nhà trong mơ, việc bây giờ là đợi anh Hùng đến để nhặt những vật phẩm rơi ra từ họ đổi lấy tiền cho ngôi nhà. Dazia còn gọi thêm vài cận vệ đảm bảo an toàn cho Letty, sau cùng cậu cũng được tắm bồn nước nóng thoải mái trong căn nhà của mình. Chỉ ít lâu sau đám anh Hùng lại xuất hiện, chúng tiến vào ngôi biệt thự trong đêm tối và mau chóng bị đánh bại bởi hội cận vệ. Có vẻ như đám anh Hùng nhầm Letty với Dazia kẻ đã tiêu diệt sạch chúng nên đã tháo chạy bỏ lại mọi vũ khí. Cái tên mà anh hùng đặt cho Letty dần lan truyền đến tai của những người khác, mọi người đều tìm đến nhà cậu để được bảo vệ. Những anh hùng đều sẽ bị tiêu diệt khi bước chân vào cửa và tiếng tăm của Letty ngày một lớn hơn, đến cả ngôi nhà của cậu cũng được xếp vào loại top 10 cần chinh phục. Letty quyết định bỏ nhà ra đi, Dezia biết chuyện đến an ủi. Cậu không muốn ngôi nhà yêu thích của mình trở thành ngục tối của tất cả mọi người, Dezia kiên nhẫn tìm cho Letty một ngôi nhà mới. Người bạn rồng trước kia của anh chỉ mất 100 năm để tìm nhà nên Desia không bao giờ cảm thấy phiền toái khi Letty tìm đến giúp đỡ. Anh cũng đã giải quyết những người trong ngôi nhà cũ của Letty, hành trình tìm nhà của cậu lại bắt đầu, Letty bị đem đến vùng đất tuyết bao phủ. Desia vô cùng tinh tế đã chuẩn bị những bộ cánh ấm áp cho cậu bạn của mình, vì Letty đã từng nói muốn một ngôi nhà biệt lập. Nơi tuyết phủ này chính là một mảnh đất hợp lý không có anh hùng và giá lại vô cùng rẻ chỉ có điều Letty sẽ phải tự xây nhà cho mình. Giống như loài ti tự sinh tồn và sống tạm bợ trong ngôi nhà mới xây, Letty tự mình xây nhà đồng nghĩa với việc không tốn nhân công và vật liệu. Lô đất mà Dezia bán rẻ như cho nên cậu cũng hoàn toàn có thể xây một ngôi nhà khổng lồ. Họ bắt đầu tiến hành xây nhà. Đầu tiên là đánh dấu, sau đó là tạo khối tuyết và xếp chồng lên nhau. Lắp những khoảng hở bằng tuyết thừa, mau chóng ngôi nhà đã được hoàn thành. Việc bây giờ cậu cần làm là tự sinh tự diệt. Dezia hứa sẽ đến sau 3 ngày nữa để kiểm tra tình hình. Letty bắt đầu tiến vào khu rừng để tìm đồ ăn tối. Cậu lượm gỗ và tìm kiếm thức ăn. Những chú tuần lộc rơi vào tầm mắt của Letty. Cậu giòn rén đến chỗ chúng thầm nghĩ có được đồ ăn thật ngon miệng, nhưng mục tiêu chuyển hướng sang cậu. Letty bị những chú tuần lộc đuổi đánh hết từ chỗ này sang chỗ khác. Cuối cùng cậu phải giả vờ làm người tuyết để tránh sự tấn công của chúng. Tiếp theo Letty dự định bắt thỏ, nhưng những chú thỏ quá nhanh khiến cậu mau chóng thua cuộc. Đến cả loài sói cũng chưa đùa cậu vùi lấp Letty thành đống tuyết Sau cùng cậu thất bại thảm hại cũng vì chưa bao giờ đi săn mà toàn lấy thịt từ cửa hàng Letty trở về nhà trong thời tiết tệ hại Cậu không thể nhìn ra hướng nào Một con Jetty tiến tới túm lấy Letty mời cậu vào nhà Bên trong ngôi nhà là một nơi vô cùng ấm cúng Desia cũng đang đứng nấu bữa tối cho mọi người Trong phòng càng ngày càng nóng Cả thợ săn cũng xuất hiện bao lấy cậu Letty nhanh chóng bị vùi lấy Hóa ra tất cả chỉ là mơ Letty nhìn về phía trước không biết bản thân đang ở đâu. Cậu đang đói vãi linh hồn thì nhìn thấy một quả trứng. Letty mải mê nghĩ đến những món trứng có thể làm mà không biết mình đã bị trôi giạt ra biển. Quả trứng cũng suýt lăn xuống dưới may nhờ Letty lấy lại. Càng trôi Letty càng đói. Cậu nhìn quả trứng mà tự nhủ với bản thân không được ăn nó. Bất ngờ một cái miệng to xuất hiện nuốt lấy Letty. Khi mở mắt một người tóc xanh nhìn chằm chằm cậu. Letty nhận ra mình đã bị nuốt trong bụng cá voi cậu sợ hãi khóc lớn khiến john phải quát lên anh đưa cậu đến nhà của mình rồi pha cho letty một tách trà ấm letty lần đầu cảm nhận sự yên bình của căn nhà cậu kể lại cho john lý do mình đến vùng tuyết hoang vu lạnh giá này john nghe vậy cũng phải thốt lên rằng rồng còn kén cá chọn canh anh đưa letty đi tham quan một vòng căn nhà của mình ở đây john có tất cả mọi thứ vì đã lâu không có người chuyện trò anh quyết định đãi letty một bữa ăn ngon sau đó cậu còn được tắm bồn thỏa thích Letty cùng quả trứng nằm lên giường thầm cảm ơn vì ngày hôm nay, cậu đánh một giấc thật ngon rồi tỉnh dậy. Nhìn thấy John đang mài dao, Letty hoảng sợ vì nghĩ rằng mình sắp bị ăn thịt, may thay chỉ là do Letty tưởng tượng. John đang nấu ăn sáng cho cả bọn, nhưng vì không gian bên trong cá voi tối nên Letty tưởng vẫn đang là ban đêm. Cậu ngồi thưởng thức bữa ăn sáng nhỏ nói về dự định của mình, có người đang đợi Letty nên cậu không thể nán lại lâu. Letty cũng muốn trả lại quả trứng cho bố mẹ của nó, John nghe vậy đưa Letty đến vùng không gian trống. Cuộc cậu dưới chiếc lỗ của cá voi rồi khai hỏa. Con cá voi từ từ lấy hơi hắt xỉ. Letty bị văng ra may thay vẫn còn sống sót. Nhưng cậu lại vô cùng đói bụng. Thấy con hải cẩu gần đó Letty quyết tâm sẽ ăn thịt nó. Nhưng vì hải cẩu quá dễ thương nên cậu không nỡ xuống tay. Một giọng nói vang lên từ con hải cẩu. Hóa ra là Dezia đã đội lốt con vật để xem Letty có ăn thịt mình không. Nhưng sau một thời gian quan sát anh nhận ra con rồng trước mặt chỉ phù hợp lối sống thành thị. Dezia đưa Letty về nhà. Định tay nấu quả trứng lên thì bị Letty ngăn lại. Thế nhưng đột nhiên lúc đó nó lại nở ra. Con chim nhỏ nhìn thấy Letty liền gọi cậu là Papa. Cả ba cùng trở về khu rừng ấm áp. Ngôi nhà ở vùng tuyết cũng được giao lại cho Letty. Dezia nhìn những tờ tham khảo suy nghĩ về nơi ở của Letty. Anh còn đem tặng quà cho Letty mừng đứa nhỏ ra đời. Dù cho cậu có chối bỏ thì chú chim này đã nhận định Letty là cha mẹ mình. Khi cậu đang phân vân không biết mình có nuôi được đứa nhỏ không, Dezia liền kể cho cậu về câu chuyện người học giả và con chim. Tình cảnh của học giả cũng giống như Letty, bị chú chim nhìn thấy lúc mới nở và đi theo học giả từ đó. Nhưng con chim gọi ông là Papa đến khi ông chết và cả sau đó, câu chuyện bắt đầu trở nên biến thái làm Letty hoảng sợ. May thay chú chim của cậu là loài dễ sống, khi lớn lên chúng sẽ tự rời tổ và sống một mình rất tốt. Điều Letty cần làm bây giờ là giữ nhiệt độ ấm và mang băng tuyết về cho chim phát triển, nhưng Letty vẫn vô cùng tự ti. Dezia không còn cách nào khác đưa cậu đến khu căn hộ để xem ai có thể nhận nuôi chú chim này. Letty nhìn xung quanh choáng ngợp bởi nơi khu ở đẹp đẽ của muôn loài, cậu cũng muốn sở hữu căn nhà nơi đây. Tuy nhiên phần lớn phòng đều cho động vật vừa và nhỏ, vì những con vật to thường hay phá hoại đồ đạc và gây ô nhiễm tiếng ồn. Letty nghe xong còn phải ngượng ngùng theo. Khu căn hộ tuy vô cùng nhiều anh hùng nhưng lại có chủ đất mạnh mẽ dễ dàng đuổi cổ bọn chúng nên an ninh vô cùng nghiêm ngặt. Dezia đưa cả hai đến nhà con chó hai đầu. Chúng tuy nói chuyện như người yêu nhưng lại là hai anh em. Cả hai cái đầu bàn tán sôi nổi và quyết định nhận nuôi đứa trẻ. Họ nghĩ rằng con chim còn nhỏ nên tiếng khóc sẽ không gây ảnh hưởng gì. Nhưng chú chim như nghe hiểu được liền sử dụng tuyệt chiêu khóc lớn khiến người anh ngất đi. Cả hai phải tiếp tục đến ngôi nhà khác. Đây là nơi nhân thú ở. Epusa dễ dàng nhận nuôi chú chim và còn thân thiện mời cả hai vào ngồi uống nước. Nhưng một cô gái khác nửa người nửa rắn từ đâu chui ra chửi Epusa là đĩ điếm. Cả hai lao vào cãi tay đôi. Letty đứng một bên như thể sắp chứng kiến đại chiến. Vì biết còn lâu họ mới cãi nhau xong nên Dezia lôi cậu đi tìm nhà mới. Đến ngôi nhà thứ ba, Letty tưởng chừng như chú chim con của mình có thể phát triển trong căn nhà với bạn bè đồng trang lứa. Nhưng mấy đứa nhóc Manti coi như chỉ trực lao vào ăn cậu bé. Letty sợ hãi đem con bỏ chạy. Cậu gặp lại những người từng đến nhà cũ mình nhờ vả. Họ rất vui vẻ nhận nuôi con của Letty. Nhưng nhìn thấy con gà bị hai người bắt ăn thịt, Letty sợ hãi che giấu chú chim nhỏ trong bọc. Cả ba tiếp tục tìm đến ngôi nhà thứ tư, lần này là loài báo mạnh mẽ. Letty nhìn thấy cách giáo dục mà sợ rằng chú chim nhỏ sau này sẽ có cơ bắp cuồn cuộn nên đành xin lỗi và rời đi. Sau cùng. Letty không thể tìm cho chim một căn nhà mới. Cậu thở dài thường thượt nhìn đứa nhỏ không hiểu sao nhóc có thể lạc cha mẹ. Nhờ Letty nỗ lực cứu giúp mà chú chim này mới chào đời. Nhưng cậu nghĩ chim sẽ rất khó chịu nếu biết bố mình là một thằng hèn. Dezia ngồi một bên cũng không có lấy một câu an ủi. Cả hai trò chuyện sôi nổi thì bỗng nhiên những bù bia đến. Họ cần Dezia giúp cải tạo ngôi nhà của mình. Letty bị bỏ lại cùng những đứa trẻ. Một con quái vật nguy hiểm tiến đến định cướp lấy con chim từ phía Letty. Nếu không giao con chim ông ta sẽ lấy những chú gấu đem bán. Letty dọa rằng sẽ khạc lửa nhưng con quái vật tai điếc nên không hiểu cũng không sợ. Cậu nhìn những đứa trẻ rồi quyết tâm khạc ra bằng được. Nhưng lửa từ mùm Letty khiến cậu bị bỏng lưỡi. Mai thay Dezia đến bên tai quái vật dọa dẫm khiến ông ta co giò bỏ chạy. Rốt cục thì Letty vẫn bảo vệ được những đứa trẻ. Cậu nghe thấy lời động viên của Dezia, quyết định trở thành cha của chú chim và đặt tên nó là Pip. Dezia bắt đầu lên kế hoạch cho Letty kiếm tiền anh đưa cậu đến chợ epukia nơi con người và quái vật chung sống đây là khu chợ tự trị mà muôn loài đều sống với nhau càng nhiều người thì cơ hội kiếm tiền càng cao letty bắt đầu với công việc bán quần áo nhưng mau chóng bị anh hùng dọa nạt may thay nơi đây cấm những kẻ ăn cướp và dọa dẫm chúng sẽ bị bắt và treo lên một cái lồng lớn cả ba đến một căn nhà với ông chủ là một con cú ông cú định bụng không nhận letty nhưng vì pip ra sức nhiều và cú đã giao cho cậu một công việc nhẹ theo lời đề nghị của desia đó chính là chặt cây và bổ đá thành từng khối. Letty nhanh chóng hoàn thành công việc và được trả một đồng vàng. Chỉ vì cậu là nhân viên học việc và còn làm rất cầu thả nên đồng lương vô cùng ít ỏi. Để kiếm đủ tiền cho Pip, Letty được giao cho công việc mới làm lễ tân và phục vụ. Nhưng cậu nhanh chóng dọa hết con người đến khách sạn vì vẻ ngoài hung dữ. Cuối cùng Letty phải quay về khóc lóc ỉ ôi với ông cú. Công việc tiếp theo cậu nhận được là giúp đỡ và nhận tiền theo độ khó từng yêu cầu có rất nhiều dạng và loại công việc được nhờ khác nhau. Cái nào Dezia nói cũng ngay có vẻ nhẹ nhàng, cả ba đi đến vị khách hàng đầu tiên, đó là một vị pháp sư vô danh. Anh rất hào hứng khi thấy con rồng trước mặt, công việc lần này của Letty là diễn thành một con quái vật được triệu hồi. Cậu nhanh chóng đến nơi chỉ định làm theo lệnh của pháp sư, nhưng cách xuất hiện của Letty khiến mọi người nhầm tưởng là có người điều khiển bên trong con rồng. Mai thay Pip kịp thời cứu nguy hét lên dọa cho cả đám ngất lăn quay đủ để chứng minh sức mạnh của rồng. Letty kiếm được số tiền không nhỏ sau dịch vụ vừa rồi. Cậu tiếp tục chăm chỉ kiếm tiền. Dezia ngồi một bên chăm sóc cho Pip. Anh gặp lại cô bạn cũ của mình. Cô gái nhận ra Dezia đã thay đổi rất nhiều so với lúc còn làm chúa quỷ. Hồi mới lên chức, anh đã từ chối vì không muốn cuộc đời mình được quay số trúng thưởng. Chỉ vì lấy cuốn sách mà Dezia đã đặt hàng, không ngờ anh lại được làm chúa quỷ. Rốt cuộc cũng chỉ vì Dezia bị thu hút bởi phần thưởng quay số, một bịch khăn giấy. Anh mặt ngắn cũng từ chối việc làm quỷ vương, dù cho đây là thứ mà ai cũng mong muốn. Thứ Dezia quan tâm lúc đó chỉ là cuốn sách về răng dày cộp. Nhưng rồi anh mau chóng bị bắt lại để tham dự lễ nhậm chức của tân chúa quỷ trong tòa lâu đài nguy nga trắng lệ. Mọi người hào hứng nhìn về phía trước chào đón chúa quỷ mới, nhưng trên ghế chỉ có độc ba chữ ta từ trước. Hóa ra Dezia lúc đó đã lẻn ra ngoài ngắm nghía lâu đài với ma thuật cao. Anh lấy ra sách hướng dẫn tham quan một vòng. Mọi người giáo giết chạy đến chỗ Dezia nhưng bản tính tò mò khiến anh viết tiếp những dòng chữ giang dở trên cột ma pháp điều này vô tình mở ra phép thuật của tòa nhà khiến những người bên trong cung điện bị ảnh hưởng lây dezia ghi đến đâu thì mọi người bị tra tấn đến đó họ bị những cổ ngữ ma thuật trong lâu đài đánh cho thân tàn ma dại đó chính là câu chuyện của dezia rốt cuộc việc làm chúa quỷ chỉ xuất hiện khi có tranh chấp giữa con người và các loài vật khác giờ mọi người đã chung sống hòa bình với nhau nên anh không có lý do gì để trở lại công việc chúa quỷ Cuối cùng Letty cũng xong việc ngày hôm nay, cậu được nhận phần thưởng hậu hĩnh. Dezia vì có việc nên phải rời đi ít phút, một con người tiến đến chỗ Letty muốn nhờ và cậu vài điều, tuy đã từ chối nhưng khi nghe đến việc được trả lương cao, Letty mau chóng đồng ý giúp đỡ, nhưng cậu không biết bản thân bị lừa. Letty giao hàng đến nơi chỉ định thì bị bao vây rồi nhốt trong chiếc lồng sắt đem đi, cậu bị đưa vào một hầm ngục tăm tối. Letty gặp Ozobat phòng bên, một quái vật nửa người nửa ngựa ông rất hào phóng đưa letty ra khỏi ngục làm tách trà và giới thiệu với mọi người letty tưởng tượng bản thân sẽ gặp những thành phần bất hảo nhưng mọi người nơi đây trông không có vẻ gì là bị bắt quái vật nửa người nửa ngựa giới thiệu những người khác với letty ông cũng tự xưng tên là sơ ti có vẻ như họ không có ý định trốn thoát khỏi nơi này đây chính là hầm của đấu trường la mã rất riêng tư và tĩnh lặng nếu anh hùng tiến vào đây rồi sẽ bị bắt lại tuy letty nghe xong vô cùng thích nhưng rốt cuộc đây vẫn là một nhà tù Sở ti biết cậu vẫn muốn rời khỏi liền đưa Letty đi tham quan những cơ sở vật chất có trong hầm ngục này. Họ còn có thể trang hoàng lại phòng ngủ của mình để cuộc sống thuận tiện hơn. Nếu có gì bất chắc thì đám quái vật hoàn toàn có thể nhờ những lính canh. Thời gian mau chóng đến giờ ra trận, Letty bị đưa lên sàn đấu với anh em hài cốt. Cậu phải giả vờ đánh nhau trên đấu trường La Mã. Letty chỉ cần quất đuôi một cái đã khiến anh em xương cốt dã rời. May thay cậu đã giành thắng lợi. Sau trận đấu tất cả cùng trở về phòng giam, Nhìn cuộc sống cộng sinh nơi đây mà Letty dần có cảm tình, những người lính canh cũng giúp cho Pip một căn phòng băng thoải mái. Letty nằm trên giường nghĩ về người bạn đồng hành Dezia. Ở bên này anh đã đánh bại 13 người bằng tử lượng của mình. Đã 10 ngày trôi qua Letty sống ở đấu trường La Mã, Dezia vẫn chưa có vẻ gì là đến đón cậu. Tưởng chừng cuộc sống cứ vậy diễn ra ngày phiên hầu tước đột ngột qua đời. Mọi người ở đấu trường La Mã sẽ bị hành hình theo chỉ định của kẻ cầm quyền mới. Những người thợ săn sẽ lao vào ngay khi lính canh tản đi mọi người quyết định bỏ trốn thông qua đường nước. Letty bị đưa vào đội đặc biệt để giải cứu mọi người. Tuy có sợ hãi nhưng khi nhìn những người đồng đội cậu quyết định sẽ dấn thân vào nguy hiểm, mấy người thợ săn cũng mau chóng xuất hiện dưới hầm. Nhất cử nhất động đều bị Letty cùng đồng đội theo dõi. Họ bàn kế hoạch sử dụng tạp chí khiêu dâm làm mồi nhử và trốn trong thùng các tông đợi con mồi. Khi kẻ địch dính bẫy họ sẽ có thời cơ giết chúng. Letty đội lốt chiếc thùng sơn màu tường ép sát thợ săn, thành công đánh bại đám thứ nhất. Pip cũng tham gia chiến đấu khiến bọn chúng hoảng sợ, tất cả thợ săn bị đánh cho tan tác. Tưởng chừng như mọi người đã thoát khỏi nguy hiểm thì thợ săn bao vây tứ phía, may thay Dezia đến cứu giúp kịp thời, mọi người trong đấu trường La Mã đã thành công trốn thoát hết. Cả lính canh cũng theo sau họ đồng hành, mọi người quyết định sẽ tạo ra một dạp siếc để sinh tồn sau này. Letty cũng đã trở nên can đảm hơn và học cách yêu thương mọi người, cậu chào tạm biệt những người đồng đội, tiếp tục đi theo Dezia tìm kiếm ngôi nhà mới. Chuyến đi đã khiến Letty kiệt sức nhiều. Dezia vừa đề nghị nghỉ ngơi cậu đã đắp chăn chập mắt ngủ. Thấy vậy Pip muốn tự mình đi khám phá một chuyến. Cậu nhóc được Dezia thả đi khắp nơi kết giao với mọi người. Bất ngờ Pip gặp một yêu tinh tên Le Pucham. Nhà của ông bị một anh hùng dẫm nát và ném trôi sông. Giờ ông phải tìm cho ra đồng đội của mình và một ngôi nhà mới. Pip suy ngẫm hồi lâu nhìn thấy đám anh hùng có đôi ủng xịn sò liền nảy ra ý tưởng. Cậu sử dụng sâu bọ để dọa cho chúng bỏ chạy. Và thế là Pip đã thành công giúp họ tìm được ngôi nhà mới. Lúc này Letty bật dậy không thấy con đâu liền tìm kiếm khắp nơi. Pip từ đâu xuất hiện chạy lại ôm chầm lấy bố. Nhờ Dezia mà Pip đã được đi khai phá nhiều địa điểm. Letty vẫn nghĩ con cậu phải lớn hơn chút nữa mới có thể tự lực gánh sinh được. Cả ba ngồi trò chuyện với nhau về ngày xưa. Dezia cũng thuận tiện kể về tuổi thơ nhỏ của mình, khi còn là cậu bé. Dezia đã có ước mơ được khám phá khắp nơi trên thế giới anh dành phần lớn thời gian vùi đầu vào sách vở. Với sự tò mò anh đã gây ra nhiều lỗi lầm ở cây sồi lớn. Dezia bị của trách vì những thiệt hại đáng kể của mình. Thấy con ham học như vậy. Bố Dezia đã đưa anh đi du học đến vùng phương Bắc Lạnh Giá. Ở đây có bà mãng xà khổng lồ thông thái không gì là không biết. Những thắc mắc của Dezia khiến bà mãng xà không khỏi bật cười. Bà đã quyết định dạy cho Dezia những kiến thức mà mình biết. Sau đó anh được học rất nhiều thứ nhưng thứ cản trở duy nhất là mỗi khi có động đất nhà của anh đều bị phá hỏng. Tuy là được các yêu tinh ở khu vực đó giúp đỡ xây nhà thế nhưng nó cũng không được bền. Anh quyết định xây nhà theo sức của mình. Ngôi nhà đầu tiên được xây nên không chịu nổi 3 ngày. Ngôi nhà thứ hai anh sử dụng chất liệu cứng rắn hơn, nhưng lại bị sư phụ mình phá trong một nốt nhạc. Lúc này chính là thời điểm anh gặp ba chị em kinh doanh. Họ khuyên anh nên trở về nhà nhưng Dezia không chịu từ bỏ. Anh được cả ba bà giúp đỡ về vật liệu. Một ngôi nhà trên đầu sư phụ đã được hoàn thành. Thời gian trôi đi, Dezia cũng dần lớn. Đó cũng là lúc anh gặp người bạn rồng đầu tiên của mình. Hắc Long nhìn quyển sách trên tay rồi nhìn Dezia. Hắn đang tìm kiếm chúa tể bóng tối. Hắc Long tự xưng là Vani. Ai cũng biết đến hắn qua danh xưng ác quỷ có thể tiêu diệt một quốc gia. Những anh hùng tìm đến Hắc Long đều bị tiêu diệt. Lý do mà hắn tới nơi đây là vì muốn kiếm nhà ở. Nhưng anh nhanh chóng từ chối. May thay bà mãng xà khổng lồ đến mở lời giúp Hắc Long. Nếu anh không đồng ý thì không xứng danh học trò của bà. Từ đó Dezia và Vani bắt đầu chuyến hành trình đi tìm nhà. Vani định tấn công đoàn hội anh hùng nhưng Dezia từ chối. Hắn liền châm chọc anh là kẻ cả gan lười biếng. Dezia nhanh chóng bị chọc tức nên phải làm theo. Vani đấm bay cánh cửa xông vào căn nhà. Hắn quật một phát đám anh hùng bay đi hết. Chúng nhanh chóng phục hồi lại. Dezia cũng ở một bên giúp sức. Đám người nghe thấy danh xưng chúa tể bóng tối của Dezia thì lao vào tấn công nhưng chúng không phải là đối thủ của hai người. Vani rất vui vì được đánh hết mình. Cuối cùng ngôi nhà cũng thuộc về hắn, nhưng lòng tham chưa dừng ở đó. Vani muốn có một ngôi nhà trên biển. Điều ấy có nghĩa là Dezia phải tiếp tục ở bên cạnh hắn. Vani không thể sống ở một căn nhà với cánh cửa dễ phá hỏng. Họ cãi nhau một hồi vì bất đồng quan điểm. Thế là hành trình 100 năm tìm nhà cho Hắc Long bắt đầu. Tờ báo về chúa tể bóng tối Dezia cũng lan đi khắp nơi. Họ đã tìm vô số căn nhà nhưng Vani chẳng ưng một căn nào. Dezia chỉ đành kiểm tra những vật liệu để xây cho hắn một ngôi nhà vững chắc. Cả hai tiếp tục phá vỡ những ngôi nhà, đầu tiên là gạch gia cố dễ dàng bị phá hỏng. Họ cứ thế phá hủy từng ngôi nhà, các chất liệu đều được kiểm chứng rõ ràng. Hắc Long đi đến đâu, thấy ngôi nhà nào đều đập phá tới đó, chỉ mãi về sau họ mới nhận ra Hắc Long không thể ở trong ngôi nhà con người xây dựng. Giải pháp bây giờ là nhờ người lùn xây cho một nơi vững chắc, nhưng vì chúng rất ghét loài rồng và tham lam nên Vani không muốn nhờ vả người lùn. Hắc Long tìm thấy một đoàn hội anh hùng mới, hắn quyết định đến kiểm tra ngôi nhà. Hòa Ra Vani nhận thấy được những sinh vật sống gần đây có thể bị ảnh hưởng bởi đoàn đội anh hùng, nhưng Dezia không mảy may quan tâm. Thế là cả hai lao vào cãi nhau. Cũng chính vì vậy mà Dezia hiểu ra lời sư phụ nói, anh vẫn còn nhiều kiến thức chưa biết về thế giới này. Vani muốn tìm nhà cũng chỉ vì muốn có một gia đình. đã nhiều năm trôi qua hắn không muốn gia đình mình bị gây rắc rối bởi những lũ anh hùng. Vani nhờ Dezia mà không phải những người khác vì muốn anh thừa kế ngôi vị chúa tể hắc ám. Điều này khiến anh bật cười. Quan hệ hai người cũng thân thiết hơn. Đó chính là câu chuyện về người bạn đầu tiên của Dezia. Người thợ săn đã trộm lấy trứng của rồng hôm bữa nhận ra Letty là một chú rồng không hại người, nên anh đã quyết định đi tìm cậu. Đầu tiên Hu cùng đồng đội đến ngôi đền mùa thu. Nhưng anh nhận ra dấu chân của Letty tiến đến khu rừng ma quái. Vì cái sự đáng sợ của nó, cả hai đã bỏ cuộc và đi đến ngôi nhà thứ ba của Letty. Họ bất ngờ vì độ lớn của ngôi nhà, anh không dám đi vào nhà mà không có sự cho phép nên đành ở ngoài một ngày. Nhưng rồi khi họ nhìn thấy đám anh hùng đi vào bị tiêu diệt, rồi nghe những người trong ngôi nhà nói về sức mạnh của Letty và kế hoạch thống trị của cậu, cả hai đều bị hoảng sợ. Thế nhưng bọn họ vẫn cố đi tìm Letty, cuối cùng anh cũng tìm thấy cậu. Dưới góc nhìn của Huay, Letty đã phun lửa thiêu dụi con người. Cuối cùng, cả hai quyết định bỏ cuộc gác lại nhiệm vụ săn khủng long bạo chúa lúc này letty đang hoảng sợ vì dezia đã thiêu dụi bọn cướp cả ba có được những món đồ mà bọn cướp bị diệt để lại bên trong đó là một cô gái đang bị trói lại cả ba lại phải tìm cách giải quyết vấn đề này dezia định bụng sẽ để cô gái lại ai ngờ cô tỉnh dậy nhìn thấy letty cô bé khóc lớn thẳng tay ném pip đi cô gái tự xưng mình là fena dezia liền giải bày sự thật cho cô gái hiểu không lý gì mà một con rồng vô hại như cậu có thể bắt cóc cô. Hóa ra Fena đã bỏ nhà ra đi. Trên chuyến hành trình cô đã gặp phải lũ cướp. Letty khuyên cô nên về nhà không để bố mẹ lo. Nhưng Fena muốn một ngôi nhà cho riêng mình. Dezia liền nhanh chóng làm theo. Anh đưa cô đến một hang động. Bên trong chính là một ngôi nhà ẩn náu. Cả ba bước vào hang động. Fena bị sự kịch cỡm làm cho tức giận. Cô cần ngôi nhà có bồn ngâm và người hầu cận. Dezia nghe hiểu liền đưa Fena đến một thác nước lạnh. Điều này quá quát đến nỗi cô phải đổi thành bồn nước nóng, nhưng với trí tưởng tượng phong phú. Dezia mang Fena đến chỗ dung nham nóng 120 độ, sau cùng mọi người phải chuẩn bị một cái nồi nước lớn làm bồn tắm cho Fena. Cô giải bày lý do bản thân rời nhà đi, đó là do phụ vương đã ăn cắp cách mà không xin phép cô. Hai người nói chuyện rồi dần thân nhau hơn. Đám anh hùng bất ngờ xuất hiện, chúng tưởng nhầm cô bị Letty bắt cóc. Fena chỉ thề bảo chúng cút đi, nhưng đám anh hùng ngu ngốc lại tưởng công chúa bị tẩy não cũng nhờ dezia xuất hiện dùng ma pháp rửa trôi cuốn chúng đi đêm tối cả bốn người cùng nhau thưởng thức bữa ăn fena cũng cởi mở hơn cho phép letty gọi mình bằng cái tên thân mật neo sáng sớm dezia thuần thục làm tóc cho neo cô đã dùng chiếc túi của anh đựng cái giường khổng lồ của mình nhìn sang phía letty cậu vẫn đang phân vân không biết mua nhà kiểu gì neo tức giận vì sự ba phải của letty chợt một ông già đến Ông tự xưng mình đến từ sở thuế vụ phi nhân loại, thấy Letty bị mình làm ngất, ông lay cậu đến mức tim gan phèo phổi của Letty trực trào ra. Nasim đưa ra danh thiếp của mình, nói về khoản thuế mà cậu đang nợ. Vì Letty không còn cư trú cùng gia đình, cậu không thuộc sự bảo hộ của họ nữa, Letty sẽ phải trả những khoản thuế cho ngôi nhà cậu đang sở hữu. Nhưng phía cục thuế chưa nhận được phiếu báo cáo thường niên của cậu, Letty không nghĩ rằng đến cả rồng cũng bị đánh thuế. Nassim thao thao bất tuyệt về cuộc sống quan trọng khi có thuế. Ông yêu cầu Letty mang báo cáo của mình đến một chi nhánh lưu động của văn phòng thuế NHIZS gần đó. Nếu trốn thuế thì cậu sẽ va phải trọng tội. Cả ba nhanh chóng đến chỗ nộp báo cáo. Letty phải giao cả thẻ trạng thái cho Nasim xem. Sau khi xem xong ông gật gù rồi rời đi, Neo tò mò cũng xem thử thì thất vọng tràn trề vì thông số thấp lẻ tẻ. Cô không nghĩ rồng có thể có chiếc thẻ trạng thái như vậy nassim trở ra với một tờ kê khai khoản tiền trang trải việc nuôi con ông lầm tưởng neo cũng là con gái của letty bị ví với rồng nên cô vô cùng giận dữ Desia ngồi bên cạnh thêm dầu và lửa bảo letty phải kể khai cả những ngôi nhà trước đó một đống các khoản đè lên nhau khiến cậu ngất đi lúc tỉnh dậy leo đã để cho pip chọn ra một ngôi nhà làm điểm đến tiếp theo ngôi nhà họ đến lại chính là hàng xóm với nhà của neo cả bốn đi đến thành phố của con người theo đường hầm Ai mà ngờ được Dezia có một ngôi nhà ẩn sâu dưới cống hầm. Neo nhìn phát đã nhận ra ngay đây là ngục tối người lùn xây ra để tôi luyện anh hùng. Những người điều hành nơi này sẽ đóng vai kẻ địch trong ngục tối. Họ thuê rất nhiều kẻ không phải con người sống ở đây. Nếu Letty tham gia, cậu sẽ trở thành một công chức. Neo vô cùng hào hứng mở cửa bước vào. Cô dẫn đầu nghĩ rằng đâu đó sẽ có hòm chứa kho báu mà quái vật giấu. Nhưng tất cả là tạo dựng của trí tưởng tượng và định kiến của con người. Cả ba nhanh chóng tiếp tục tiến vào sâu họ gặp vô số loại quái vật bên trong tầng hầm. Rốt cuộc mọi thứ không đi đến đâu, Letty nghe được tiếng thì thầm gợi ý. Họ đi theo tiếng phát ra đến một cánh cửa, ngay khi họ tưởng sắp mở được cửa thì phát hiện phải tìm mảnh ghép, Letty cầm mảnh đá phía trước mặt lên. Nào ngờ bức tường dần đổ xuống, cánh cửa cũng suýt bị đóng lại. May mà Pip tìm ra được cánh cửa khác, cả ba suýt chết thoát ra. Họ thấy một cái cầu thang, Letty mở cửa ra bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mặt nào ngờ đây chính là cung điện hoàng gia. Câu chuyện về Letty trên danh nghĩa là con rồng đỏ ngày càng lan rộng, cậu bị tưởng nhầm đã bắt cóc công chúa của hoàng gia. Khi cả hai đang cố gắng trốn thoát ra khỏi cung điện, Letty lại đụng độ đám anh hùng. Cậu chạy qua chạy lại trốn thoát khỏi rượt đuổi của chúng. Dezia ở bên cạnh cũng giúp một tay, vì tòa lâu đài có kết giới ma pháp nên Dezia không thể sử dụng ma thuật. Họ đành bày kế hoạch tác chiến, Dezia ném pip qua chỗ lính canh. Họ bị giọng hét của cậu nhóc làm hoảng sợ phát ngất, neo tung hô Pip vì sự tài giỏi của cậu bé. Lúc này đám binh lính cũng chuẩn bị xông vào, Letty bắt neo ở lại để đối phó với ba của cô. Nhưng neo không thể để bạn bè của mình ở lại vì bản thân, nên Letty chỉ đành bỏ cô ra, cả bốn cùng bàn kế hoạch. Dezia gọi những người lùn đến làm tiếp viện, họ ném đá xuống dưới đám binh lính, chúng mau chóng bị đá làm đau và hoảng sợ. Quốc vương ở bên ngoài nghe ngóng tình hình tưởng Letty đang chơi đùa họ nên không ngừng tấn công. Họ cứ thế đánh nhau từ sáng đến tối. Những người lùn cũng bỏ về vì hết ca làm việc. Dezia liền lên kế hoạch bắt giam binh lính từ hai phía. Sau đó anh đổ nước sôi vào trong lỗ như đang luộc mì. Neo nhìn ra ngoài thấy ba mình đang cố gắng để cứu lấy cô. Công chúa Neo ngồi khuỵu xuống khóc. Nhưng cô vẫn quyết định bỏ trốn cùng Letty. Trong cung điện, Letty lấy đuôi làm mồi nhử dụ đức vua vào trong căn phòng ánh trăng chiếu rọi khiến ông nhận ra con gái. Quốc vương tiến lấy ôm cô công chúa nhỏ của mình, mong rằng Neo sẽ tha thứ cho lỗi lầm của ông. Dezia và Letty đứng một bên thầm thở phào vì cả hai cha con đã làm hòa. Sau chuyện này cậu cũng có cái nhìn khác về gia đình, Letty nhận ra bố làm như vậy là tốt cho mình. Quốc vương nhận thấy cậu định lao vào đánh bị Neo ngăn lại, sau khi nghe kể chuyện ông đành quỳ gối xin lỗi vì con gái đã gây phiền phức cho hai người. Quốc vương bày cách để cả hai có thể thoát ra, Ông đưa cho họ bột gô bin. Dezia cũng cảm tạ bằng danh sách những bức tường cần tu sửa trong cung điện. Neo ôm lấy Letty chào tạm biệt. Cô còn đưa cho cậu đá ma thuật để hai người có thể liên lạc được với nhau. Letty sử dụng sức mạnh niềm tin, bay lên trời trước sự chứng kiến của mọi người. Cuối cùng cậu cũng đã sử dụng được đôi cánh của mình.